Hello và xin chào các bạn khán giả của Forkit TV. Hôm nay trong chuyên mục bên trong có gì của mình thì mình sẽ khoe các bạn bộ sưu tập hai mô hình tứ hoàng của mình mà mình mới tậu về dịp Tết vừa rồi. Đó, khi mà mua về thì mình đã đập hộp luôn, mở hộp ra luôn. Thế nên là hôm nay sẽ là video review chi tiết cho các bạn xem thôi, chứ không phải là video đập hộp nhé. Rồi, thằng đây chính là sự xuất hiện của hai tứ hoàng. Đó, thực ra trong cái set này thì còn có tứ hoàng xanh tóc đỏ và tứ hoàng Big Mom nữa. Nhưng mà mình chỉ đủ tiền mua được hai tứ hoàng này thôi. Sở dĩ vì sao mình lại mua Râu Trắng và Kaido thì mình cũng sẽ nói luôn cho các bạn biết. Đó là fan quán bia chắc cũng biết rồi. Râu Trắng thì được mệnh danh là người đàn ông mạnh nhất thế giới. Còn Kaido là sinh vật mạnh nhất thế giới. Đó, nửa người nửa thú. Thế nên là cứ cái gì nhất thì chúng ta tạo về thôi. Đó, rất là đơn giản. Rồi, bây giờ để tạm Kaido sang một bên, mình sẽ cho các bạn xem qua Râu Trắng. Đây, các bạn có thể nhìn thấy này, vẫn còn một vài cái giọt nước niti. Sở dĩ là bởi vì vừa rồi mình có nuôi hai tứ hoàng ra tắm rửa một chút. Đó, rất là vất vả các bạn ạ. Cứ mấy ngày là phải nuôi tứ hoàng ra tắm kỳ cọ cho hai tứ hoàng sạch sẽ thơm tho. Đấy, sau đó chúng ta lại trưng ở trong tủ để ngắm. Rồi, bây giờ sẽ cho các bạn xem qua một vòng nhá. Tứ hoàng Râu Trắng của chúng ta thì đang ngồi trên một cái ghế trông như kiểu ngai vàng ấy. Đó, có biểu tượng của băng hải tặc Râu Trắng ở phía trên. Trong khuôn mặt trông rất là dữ dằn, với cái bàn tay trái này hóa đen lại. Tay phải thì đang cầm một cái cây đao rất to. Đó, cây đao này thì làm mình liên tưởng tới vị tướng Quan Vũ, Quan Vân Trường trong Tam Quốc Diễn Nghĩa. Ngoài ra thì người ta cũng cho mình những cái chi tiết khác của tứ hoàng Râu Trắng. Nếu mà bạn nào mà không thích thì có thể thay thế. Đây, ở đây có một khuôn mặt khác và một cái mũ khác thay thế cho cái giải băng đen kia, và hai cánh tay trái khác. Đấy, một cánh tay trái thì cầm một cốc rượu, cánh tay này thì đang kiểu là đang bắn trưởng ấy. Đó, cái quả cầu này thì khá là nặng. Bây giờ thì mình sẽ thay cho các bạn xem. Đấy, rút cái này ra. Thực ra thì những cái mô hình này mình mua thì là hàng phất thôi, thế nên là giá thành nó cũng rẻ. Và cũng vì nó rẻ thế nên là những cái chi tiết này nó không được gọi là chắc chắn này, chúng ta có thể tháo ra dễ dàng, nó không được chặt cho lắm. Đây, mình sẽ tháo ra này, cho cái cánh tay đang luyện trưởng này vào. Đó, trông rất là dữ dằn ha. Nhưng bây giờ mình sẽ thay thế bằng cái cánh tay đang cầm cái cốc rượu này. Ừ, sau đó chúng ta bỏ cái mặt này ra. Ừ, cái mặt này trông dữ dằn quá. Đấy, phải để Râu Trắng như thế này. Đây, chi tiết này các bạn có thể nhìn thấy này, cái mắt nó hơi bị xấu một tí, màu sơn nó không có được đủ. Ở đây, rồi chúng ta cho vào đây, lắp vào và đội mũ lên. Đó, rất giống với thời trai trẻ của Râu Trắng, mái tóc dài ha. Đấy, uống rượu là phải cười như thế này. Như các bạn cũng biết rồi, đó là Râu Trắng thì đã hy sinh trong trận chiến thượng đỉnh ở Marineford khi mà đến cứu Ace, người con của mình. Rất tiếc là bố già đã hy sinh. Râu Trắng cũng là một trong những cái nhân vật mà mình cảm thấy rất là nể ông ấy. Ông ấy chịu đựng rất là nhiều vết thương này, các bạn có thể nhìn thấy trên người này. Và trong trận chiến thượng đỉnh ấy thì một mình ông ấy coi như là chấp hết luôn ấy. Mình thấy trong nhiều group thì mọi người có chia sẻ là tứ hoàng Râu Trắng không thể đánh được đô đốc à? Ba đô đốc. Mình cũng không biết nữa, không biết nói sao, nhưng mà mình thấy là chưa chắc ba đô đốc Akainu, Aokiji và Kizaru hợp lại chưa chắc đã đánh được Râu Trắng. Vì ông được mệnh danh là người đàn ông mạnh nhất thế giới cơ mà. Chẳng qua là trong trận chiến thượng đỉnh đó thì Râu Trắng đã bị con của mình đâm một phát vào đây. Đó, rất là đau luôn. Cũng vì là Akainu đã quá hiểm độc. Rồi, một phần nữa là do ông tuổi cao rồi. Trước đó thì các bạn có thể xem là Râu Trắng đang trọng thương, đang trị thương trước rồi, nhưng mà ông vẫn đến để cứu Ace. Phải nói là nếu như Râu Trắng hoàn toàn bình phục chấn thương thì chưa chắc trận chiến đó ông đã hy sinh. Rồi, tạm thời bỏ Râu Trắng sang một bên, chúng ta sẽ đến với Kaido. Đối với mình ấy thì cái mô hình này mình thấy là nó ngầu hơn, dữ dằn hơn và trông nó hầm hố hoành tráng hơn mô hình Râu Trắng bên cạnh. Mặc dù là cái giá tiền nó như nhau. Đó, màu đen, chủ đạo là màu đen. Và cái ghế của Kaido cũng được thiết kế nó hầm hố hơn rất nhiều. Đây, có một cái chữ tiếng Trung ở đây. Đây là chữ thiên thì phải. Đây, chữ đại sau đó thêm nét vào đây, chữ thiên.
Đây là vũ khí của Kaido. Đó là một cái chùy. Chúng ta có thể tháo ra được. Đây, kẹp như thế này. Trên này thì cũng có một cái biểu tượng của băng bách thú, băng của Kaido. Nhìn Kaido ngồi thì cũng hầm hố hơn. Mô hình Kaido này thì người ta cũng cho mình vài cái chi tiết khác để có thể thay thế. Nó ít hơn của râu trắng. Đây là hai cái sừng khác này. Mình sẽ nắp vào cho các bạn xem nhé. Đây, nắp như thế này. Đó. Cái tay này thì cũng có thể tháo rời ra được này. Nắp cái tay này vào. Đó. Nhưng mà mình thích cái tay đen này hơn. Cái tay xanh này này. Đó. Hầm hố hơn rất nhiều với cái tay màu xanh. Thực ra thì mình đang xem One Piece trên trang Pop Anime. Và hiện tại thì đang đến cái đoạn mà Luffy đến cái đảo Bon Hazard để mà đấu với Shiza. Đó. Thì Kaido thì chưa xuất hiện nên là mình cũng không có nhiều thông tin về Kaido. Nhưng mà xem qua Facebook các bạn chia sẻ thì cũng được biết đó là Kaido là một kiểu nửa người nửa thú à, có thể hóa rồng. Đó. Nghe đâu là Kaido ăn trái quỷ cá chép hóa rồng gì đó. Mình cũng không nhớ nữa. Ở đây các bạn thể nhìn thấy này. Cánh tay trái này có những cái lớp như là lớp vảy rồng ấy. Trông rất đẹp. Rồi. Bây giờ thì mình có một cái câu hỏi. Sau khi mà đã review chi tiết cho các bạn xem xong hai mô hình của mình thì mình có một câu hỏi dành cho những fan của One Piece. Đó, đó là nếu như nhá, râu trắng và Kaido đấu với nhau thì người đàn ông mạnh nhất thế giới hay sinh vật mạnh nhất thế giới sẽ là người giành chiến thắng. Đó, các bạn có thể comment xuống bên dưới. À. Các bạn yêu thích ai, râu trắng hay Kaido, các bạn ủng hộ ai thì có thể comment cho mình biết nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Bye bye.